Dạ, kính thưa cô chú anh chị và bạn, thì hiện nay thì công trần đã di chuyển, hiện nay đang có mặt ở tại sân bay Tân Sơn Nhất các bạn, đang lên cái xe trung chuyển để chở đến một cái gọi là ngay cái cửa vé máy bay, cửa sân bay các bạn, để cửa máy bay chuẩn bị lên cất cánh đó, để đi lên đường đi giải cứu Bella 14 tuổi, quê tại mái Kiên Giang Hà Tiên các bạn, bị mẹ và chính người dì mình bán sang Trung Quốc để làm dâu, làm vợ ở trong người đàn ông Trung Quốc bạn. Thực sự câu chuyện này nghe rất đau đớn đó, thì mình đang di chuyển đấy các bạn. Đến giờ phút này mình mới quyết định để đi giải cứu bé gái này, bởi vì cái câu chuyện giải cứu bé gái này là một bài toán vô cùng rất khó, không có dễ, bởi vì tiền không có. Bởi vì trước đây một số các cô chú anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ, đã giúp đủ số tiền là mình công bố không nhận nữa, nhưng không hiểu lý do nào đó mà một số cô chú anh chị đã đòi lại tiền, thì mình đã chấp nhận, mình sẽ trả lại tiền. Bởi vì tiền của người ta giúp hay không giúp là cái quyền của người ta, mà người ta đòi lại đấy. Chính vì lý do như vậy đến giờ phút này là thiếu tiền, không có tiền đi đó, thì mình đã phải về nhà để có thể là chạy vay mượn một số tiền để quyết định giải cứu bé gái này bằng được nhanh nhất có thể, hy vọng là bé gái này trở về an toàn. Bé gái này bởi vì đã bị nhốt, bị chính mẹ và dì lừa bán sang Trung Quốc, đến giờ phút này hơn nửa năm qua là các bạn, và thực sự rất đau đớn. Nếu ai có con, chúng ta hình dung được một đứa trẻ rất nhỏ vô tội mà bị chính mẹ và dì của mình lừa để tìm cách bán sang Trung Quốc để lấy những đồng tiền đó để ăn chơi, thì thực sự là rất đau đớn. Mong rằng cô chú anh chị hãy chia sẻ nhiều hơn nữa video này, hãy cầu chúc để cho công trần lên đường bình an vô sự, để hy vọng là được giúp bé gái này trở về quê hương một cách an toàn và nhanh, tốt đẹp nhất. Xin chào tất cả cô chú anh chị mà. Thì trong cái thời gian gần đây, cách đây cũng 5-6 tháng này các bạn, thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương nhận được một cái lời cầu cứu của một chú, gọi là chú Tòng, quê thì phải nói là tận là miền Tây rất xa, để về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin, mong muốn là tìm giúp và cầu cứu giúp một người con gái của chú là 14 tuổi, là bé Lan, đã bị theo như chú tố cáo bị chính mẹ và một người dì ruột lừa dụ để làm mai làm mối, để nhận tiền để bán sang bên Trung Quốc làm dâu, hoặc là làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc mà. Thì các anh em đã tìm rất nhiều phương án, đặc biệt như công trần ấy, tìm rất nhiều phương án để giải cứu, nhưng rất lấy làm tiếc rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên Trung Quốc đó là có một người bà dì đó mà lấy chồng bên Trung Quốc, là bà quen đường đi nước bước, cái thứ nhất. Cái hai này là bà ấy biết được những cái lối như thế nào là có thể là trốn được. Vì vậy cho nên là chính hai ba người kết hợp với nhau và đã dụ dỗ cháu gái của mình và con của mình để sang Trung Quốc, sau đó là sẽ tịch thu điện thoại và đem điện thoại lên ra tiệm, mục đích chính là bẻ khóa để cho cái điện thoại đã không hoạt động được và không có liên hệ được cho người thân hoặc cho bất kể ai. Đến giờ phút này thì anh em cũng tìm cách để giải cứu, đặc biệt như trên công trần đã lên hết nhiều phương án và đã đăng một số những thông tin hình ảnh của Bella này lên, để hy vọng là tìm cái đường đi nước bước để tìm hướng giải quyết để giúp. Thì cũng rất may mắn rồi, cũng nhận được rất nhiều cái lời và là động viên đóng góp của các cô chú anh chị ở trên tất cả các trang mạng xã hội, đặc biệt là các cô chú anh chị, các mạnh thường quân ở trong cũng như ngoài nước, và đã ủng hộ giúp đỡ để lấy kinh phí để mục đích chính là giải cứu bé Lan là 14 tuổi bị chính mẹ và dì bán sang nước ngoài, hoặc là bán sang Trung Quốc để nhận tiền của người ta để làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc các bạn. Thì đến hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2024, thì công trần đã trực tiếp bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Nội Bài, và hiện nay thì công trần đang di chuyển, hiện nay đang di chuyển sang sân bay quốc tế các bạn, để chuyển để bay tiếp sang Trung Quốc, và hy vọng là để giải cứu được chính bé gái 14 tuổi này bị chính người mẹ và người dì bán sang Trung Quốc các bạn. Đây là một câu chuyện thực sự rất đau, rất thương. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì các cô chú anh chị, các mạnh thường quân đã giúp đỡ, ủng hộ để mục đích chính là lấy kinh phí để giải cứu mà bé gái này để trở về quê hương. Đấy, nhưng mà rất lấy làm tiếc là bởi vì đi cũng không có dễ,
Bởi vì không phải là thuận tiện, không phải chúng ta muốn đi cứu, đi giúp mà là giúp được. Bởi vì hiện nay là các cô chú anh chị có thể là biết được, đúng không ạ? Đất nước Trung Quốc là một đất nước bảo mật thông tin, cũng như là một cái cơ quan công an, người ta làm việc là rất kỹ và rất khó, đặc biệt là rất nghiêm ngặt. Vì vậy cho sang rất khó, mà đặc biệt là đưa được người về là rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì chính bé Lan này đã bị chính mẹ và dì và một số người nữa khác tác động, dụ dỗ và làm cách nào đó, và đã kích tuổi lên từ 2008 mà làm thành 2004 để đủ tuổi. Vì vậy đã đăng ký kết hôn với người đàn ông Trung Quốc và đã tổ chức đám cưới, hiện nay đã làm vợ chính thức cho người đàn ông Trung Quốc. Vì vậy cho nên để đưa về là vô cùng khó khăn, nhưng mà rất lấy làm tiếc. Lẽ ra thì cũng đủ số tiền để giải cứu, để đưa được bé Lan này về. Đấy, nhưng mà vì lý do, nhiều lý do nào khách quan nào đó, và có một số cô chú anh chị đã đòi lại tiền đó, một số cô chú anh chị đã đòi lại tiền, hiện nay đã đòi lại hơn 60 triệu rồi. Lẽ ra ấy, là tổng số tiền ấy là khoảng 110 mấy triệu, chưa chính xác là 110 mấy triệu, mấy trăm gì đó, khoảng 112 triệu gì đó, nhưng đến giờ phút này là một số cô chú đã đòi lại hơn 60 triệu, 70 triệu rồi. Vì vậy cho nên kinh phí không có để đi giải cứu bé gái này. Vì vậy nếu đăng thông tin tiếp lên thì sẽ lộ và sẽ bể và sẽ không về được. Bởi thời gian trước là công trần tìm đủ mọi phương án nhưng không liên hệ được, bởi vì chính mẹ bé Lan này và người chồng và một số người khác giấu điện thoại đi và không cho liên hệ về cho gia đình đó. Nhưng đến giờ phút này liên hệ được rồi thì lại tiền không có, thực sự là rất khó khăn. Nhưng mà đến hôm nay thì công trần suy nghĩ rất nhiều, phải là nếu không cứu bé gái này thì chắc chắn là có lẽ là không ai cứu được, và bé gái này chắc chắn là không bao giờ có cơ hội được trở về quê hương. Chính vì lý do như vậy nên công trần đã hứa là phải giúp, giúp tới cùng. Vì vậy cho hôm nay có thể là công trần sẽ đi chuyến này là có thể rất mệt mỏi, có thể là vừa đi vừa về mất cả tuần hoặc 10 ngày trời để giải cứu bé gái này đó, mà có thể là phải bỏ ra rất nhiều tiền, tiền chính trong tiền trong túi của mình bỏ ra. Đến giờ phút này công trần phải chuyển ra rất nhiều tiền rồi đó, để mục đích chính để sang đó còn nhờ người, nhờ phiên dịch đó, bởi vì sang đó là không phải dễ, và vì từ Việt Nam mình sang Trung Quốc đó là khó, đúng không? Nhưng mà ra đến địa điểm đấy phải là vô cùng rất xa, không phải gần như các cô chú anh chị đã thường nghĩ và là như trong Việt Nam mình. Bởi vì mỗi một tỉnh ở đất nước Trung Quốc thì mọi người chắc chắn là biết đúng không ạ, một tỉnh nó có thể là bằng cả một đất nước Việt Nam mình, nó phải di chuyển rất xa, vì vậy phải thuê xe đi phải rất khó chứ không đơn giản, đúng không ạ? Hy vọng là các cô chú anh chị xem những video này, đây là một bài học thực sự rất đắt giá cho những ai có con mà chúng ta không có giáo dục, hoặc là mình không còn tính người đấy. Đã mục đích chính là lừa con mình để bán con mình để lấy tiền đó. Đến khi tiền ăn hết rồi, xài hết rồi thì là bây giờ là anh em rất khổ đau. Bởi vì nếu không cứu bé thì thực sự rất tội, bởi vì bé gái rất nhỏ, mặt non ớt đó, thực sự là nhìn rất thương, rất đau. Ai nhìn cái hoàn cảnh cũng rất đau thương của chú anh chị đó. Thì hiện nay thì đây là sân bay, đây là sân bay quốc tế các bạn. Đấy, đây phía trước mặt chúng ta là sân bay quốc tế đó. Thì mình đang đứng ở sảnh chờ, để chờ đến giờ để chuẩn bị xuất phát và bay từ sân bay quốc tế để sang sân bay để sang Quảng Châu, và từ Quảng Châu tới đó thì rất là vô cùng rất xa, từ Quảng Châu tới đó là còn gần 2.000 km đấy cô chú anh chị đó. Từ Quảng Châu bay từ đây sang Quảng Châu, mà từ Quảng Châu về đến địa điểm bé gái này còn khoảng trên dưới 2.000 km nữa đó, cho nên chi phí tốn kém rất nhiều tiền, mà đến giờ phút này là tiền không có, gia đình thì nghèo đấy. Mà một số cô chú anh chị đã đòi lại tiền rồi. Đấy, thực sự là rất đau. Những câu chuyện này thực sự là mình cũng không thể ngờ được. Đã giúp người ta rồi, đúng không? Mà đến giờ phút này đòi lại tiền. Để đến giờ phút này cái tiền để đi giải cứu là không có. Đấy, thực sự là rất thương. Đây này cô chú anh chị. Mọi người mình có thể là mình di chuyển lên đây. Mình di chuyển về đây mình quay đây cho mọi người xem này. Đó đây là mình đang chờ. Đang chờ sân bay quốc tế các bạn đó, đây là bãi đậu xe đó, đang chờ đến giờ đó để đi, bởi sang đó đâu có dễ dàng đâu, đúng không ạ? Sang đấy rất khó khăn đấy, đường đi thì lối lại thì thực sự là cũng rất khó, bởi vì bé gái này hiện nay là đủ tuổi, là đã là một người công dân của Trung Quốc, và đặc biệt là đăng ký kết hôn rồi, mấy vợ người ta rồi đó. Cho nên bây giờ ấy, là ở Việt Nam mình ấy, là làm cách nào đó để sai tuổi, không đúng tuổi, là kích tuổi lên, làm thêm 4 tuổi nữa, 2008 mà giờ làm thành 2004 các bạn đó. Chính vì lý do như vậy nên bây giờ mình đưa về là công an Trung Quốc mà nó kiểm tra được ấy, thì thực sự là rất đau
rất khổ, rất khó khăn cho anh em ở đây. Đặc biệt là hôm nay mình đi một mình, mình đang phải nhờ một phiên dịch nữa để trực tiếp là sang đó để còn phiên dịch, để còn đưa sang đó. Hy vọng là các cô chú anh chị xem những video này, chia sẻ nhiều hơn nữa đó. Đây là hiện nay đang ở sân bay quốc tế rồi, mọi người thấy không? Không ai mong muốn là những cái câu chuyện này xảy ra, nhưng mà thực sự là mẹ này, mẹ gì và người thân tìm cách bán ăn hết rồi, lấy tiền chơi bời cờ bạc ăn hết rồi đó. Mà bây giờ đưa về thì gia đình nghèo không có tiền để đưa về để giải cứu. Có tiền đưa về cũng đã khó rồi, nhưng mà mình phải bỏ rất nhiều công ra đó, đi chuyến đi này cũng chưa biết thế nào cả. Đấy. Mà đến giờ phút này mình phải chuyển cho tiền xe ở bên Trung Quốc, tương đối rất nhiều tiền rồi đó. Tiền máy bay, tiền máy bay đi máy bay về, thực sự là rất căng thẳng. Cái phương án này để đi giải cứu bé gái này mình đã phải cân não phải rất nhiều rồi, nhưng mà không biết lý do nào đó. Đấy. Mà đến giờ phút này tiền bạc không có mà mình phải bỏ ra, mình phải bỏ ra tương đối là cũng rất nhiều tiền, có thể là phải 6-70 triệu là tiền trong túi của mình. Còn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian trước ấy, là giúp bé Lan này, có người thì 50 ngàn, có người 20 ngàn, có người thì 100 ngàn, người 200 ngàn, người 500 ngàn, người 1 triệu, người 5 triệu đó. Đặc biệt là có mấy cô chú anh chị thì đã đòi lại tiền rồi, đã đòi lại 60 mấy triệu rồi. Vì vậy cho nên thiếu kinh phí, không đủ kinh phí để đi, mà đăng lên nữa thì bẻ mánh. Bởi vì thời gian trước ấy, là đăng lên vì lý do là đăng lên thì mới nhận được những cái trợ, gọi là những cái sự trợ giúp của các cô chú anh chị đấy, để nhận được những cái nguồn này, nguồn tiền ấy. Bởi vì anh em thực sự là đi giúp này không có tiền đó, mà đăng lên thì bị bẻ. Đến giờ phút này ấy, thì có cách để đưa được về, bây giờ tìm cách mà bây giờ liên hệ được lại để đưa được bé Lan này về thì rất lấy làm tiếc, thì hiện nay thì lại không có tiền đó. Mình cũng phải cân não rất nhiều để đưa ra phương án, lựa chọn phương án cuối cùng là buộc lòng phải giúp bé này về bằng được, dù rằng mình bỏ ra bao nhiêu tiền mình cũng cứu bé này đấy, dù rằng là kể cả một vài năm mình không có ăn thì bớt ăn đi, bớt uống đi cũng được để mình giúp bé này đó. Anh nhìn ở đây là những cảnh, anh nhìn là đau thương không cô chú anh chị. Mình đang phải chờ đợi đi từ 3 giờ sáng từ Biên Hòa, nhà từ Biên Hòa để đi xe taxi lên thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất. Từ Tân Sơn Nhất thì bây giờ đến di chuyển sang sân bay Nội Bài, từ Nội Bài di chuyển sang ra ga quốc tế, sân bay quốc tế, từ sân bay quốc tế chờ đến giờ đẹp bắt đầu là bay sang Quảng Châu đó. Hy vọng là các cô chú chị chia sẻ video nhiều hơn nữa nha, để anh em có động lực tiếp tục giúp đời giúp người.